tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ. Xe 7 chỗ này thì có lẽ đây là chiếc xe rẻ tiền nhất trong các loại, các dòng xe 7 chỗ tại Việt Nam mình đấy quý vị và các bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Kia Carren phiên bản Carren. Nó cũng có rất nhiều phiên bản quý vị và các bạn nhé. Phiên bản EX này, EX là cái phiên bản thường, còn SX như chiếc xe này đây là phiên bản SX, là phiên bản đủ ạ. Phiên bản đủ là nó có 2.0 này, số tự động này, cửa nóc, ghế điện, đèn pha bi xenon, điều hòa tự động. Đấy là những cái phần option của những chiếc xe Kia Carren SX phiên bản đủ đấy ạ. Chiếc xe này là màu vàng quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2013. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được chiều tối ngày hôm qua. Và đến hôm nay thì tôi cũng chưa rửa đâu, đem ra đây quay giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn ạ. Tại vì trong cái thời điểm dịch Covid đang hoành hành như thế này, thì một chiếc xe dành cho gia đình của mình để đi để tránh dịch, tránh tiếp xúc thì rất là hiệu quả đấy ạ. Tại vì là quý vị và các bạn cũng đã biết, nếu như dịch mà bùng phát thì lại mọi hoạt động cũng đã bị hạn chế. Ví dụ như là cũng không nên đi xe taxi, không nên đi xe khách, không đi các phương tiện công cộng. Vậy thì chúng ta nên sắm cho gia đình của mình một chiếc xe ô tô con, xe gia đình, xe riêng để đi, để đỡ phải tiếp xúc với dịch bệnh, đỡ phải tiếp xúc với dịch bệnh ạ. Đấy. Và chiếc xe này phiên bản đủ thì quý vị và các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon. Đèn pha bi xenon này, đèn LED này, đèn xi nhan này, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương đây ạ. Đấy là cái phiên bản đủ đấy quý vị các bạn nhé. La răng thì cũng đã được trang bị la răng đúc rồi. Đấy, tuy là tôi chưa rửa thì là nhìn nó có hơi bẩn một chút, nó không được bắt mắt lắm, nhưng mà quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Tại vì là tôi thì cứ sao có sao thì giới thiệu vậy ạ, cứ mộc mạc cho nó chân phương ạ. Đấy, cứ mộc mạc. Cũng có nhiều người là thích mộc mạc như thế này, có những người thì lại không thích mộc mạc, thì cũng hết sức thông cảm ạ. Tôi cứ quay lên đây đã rồi dọn dẹp, tôi sẽ dọn dẹp sau, và cũng sẽ sau khi dọn dẹp thì tôi cũng sẽ làm lại video cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, quý vị và các bạn thấy được chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này, từ ốp đèn này, đây là cái ốp bảo vệ đèn, vừa ốp trang trí vừa là cái ốp bảo vệ để cho đèn nó khỏi bị xước ạ. Đấy, đây là cả một cái bộ của nó mà chủ xe đã ốp nhá. Nắp bình xăng này, tay nắm cửa này, đấy là phải những cái phần này là phần ốp mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Đèn pha bi xenon rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây là chúng tôi còn chưa có rửa đi, chứ nếu đánh bóng dọn dẹp lên thì nó đẹp lắm đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Có thể nói đây là một trong những chiếc xe 7 chỗ tại Việt Nam mình là rẻ nhất đấy ạ. Đấy, chiếc xe này được sản xuất năm 2013, chạy hình như là hơn 6 vạn km gì rồi đó. Đấy, hơn 6 vạn km sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký từ năm 2013. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 385 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Và 2013 này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn ạ. Đấy, quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Carren 2013 này nhé. Đấy, thì tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe một lần nữa. Đây là không xước sát thì đâu quý vị các bạn ạ. Đấy, tôi mua về như thế nào là tôi đem ra đây tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy nhá. Kể cả tôi còn chưa rửa tôi vẫn quay luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái vành của nó này, tuy là nó có hơi bẩn chút, lốp liếc này các thứ ạ, cũng còn rất là dày quý vị và các bạn ạ. Đấy, lốp còn rất là dày. Có sao là tôi quay tôi giới thiệu như vậy ạ. Và chiếc xe này thì tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước. Đấy là những cái phần mà chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất này, cũng như cái phần keo chỉ này. Đấy, đây là cái phần keo chỉ luôn quý vị và các bạn nhé. Mở cái cánh cửa bên lái này ra tôi cho quý vị và các bạn xem là cái phần keo chỉ này còn nguyên bản này, chưa mất một phần keo chỉ nào cả. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết. Nội thất thì rất là đẹp, mặc dù là nó hơi bẩn do chúng tôi
chưa có dọn dẹp gì cả. Đây, từ những cái ốc bản lề cũng còn này. Đấy, rất là đẹp này, vô lăng cần số đẹp luôn. Đấy, xe đã được trang bị cả cửa nóc này. Đây là cửa nóc quý vị bạn nhé. Trần cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn này. Đấy. Ghế da nguyên bản theo xe. Và cái phiên bản đủ này nó mới có ghế điện đây quý vị và các bạn nhé. Ghế điện này. Đấy, ghế chỉnh điện. Và đồng hồ công tơ mét là 8 vạn rưỡi quý vị và các bạn ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét là 8 vạn rưỡi này. Đấy. Điều hòa tự động. Đấy, phiên bản đủ này nó có điều hòa tự động rồi. Nội thất rất là mới, rất là đẹp. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái nhá quý vị và các bạn ạ. Đây ạ, keo chỉ cũng còn nguyên hết đây này. Tôi giới thiệu chi tiết để cho quý vị và các bạn nào mà ở xa mà đang có nhu cầu thì xem qua video này của tôi là quý vị và các bạn có thể cũng tự đánh giá được nhá. Rất là mới, rất là đẹp. Chỉ có hơi bẩn một chút là do chưa dọn dẹp mà thôi. Dọn dẹp lên thì nó sẽ khác rất là nhiều đấy. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Táp bi, táp lô. Đấy, xe cũng đã được trang bị điều khiển âm thanh trên vô lăng này. Đồng hồ công tơ mét 8 vạn rưỡi này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chỉ 385 triệu đồng là quý vị và các bạn đã có ngay một chiếc xe 7 chỗ cho gia đình của mình đi rồi. Phần trần rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn đấy ạ. Chưa có dọn dẹp gì cả mà cái trần nó đã sạch đẹp như này đấy ạ. Chỉ có bẩn ở bên dưới thôi chứ cái phần trần thì sạch lắm. Cửa nóc đầy đủ cả rồi ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cửa sau hay còn gọi là cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Ốc này. Keo chỉ cũng nguyên bản luôn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Còn nguyên hết đấy quý vị và các bạn nhé. Và cái phần phía sau này, chủ xe cũng đã lắp bộ lót sàn 3D. Đấy. Phần lớn là những chiếc xe 7 chỗ như chiếc xe kiểu chiếc xe này đây là cái hàng ghế sau này là thường hay gập xuống là để đồ đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy. Chiếc xe này thì chủ xe hay để đồ cho nên là lúc nào cũng gập cái này xuống, không sử dụng hàng ghế sau. Đấy, nhìn về cái phần trần cũng rất là sạch sẽ này. Rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Và còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ đây này. Có cả khóa trẻ em đây này. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước. Đấy. Rất là đẹp luôn. Mặc dù là chưa có dọn rửa. Tôi thì cứ có sao là tôi quay tôi giới thiệu vậy đã. Dọn dẹp tính sau. Để cho quý vị và các bạn mà đến xem xe của tôi thì chắc chắn là nhìn thấy nó đẹp hơn ở trên video. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn này. Đấy, không mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề này cũng còn nguyên hết này. Đăng kiểm, đăng ký giấy tờ để tôi mua về còn vất nguyên cả trong đây luôn này, này. Giấy tờ xe vừa mới lấy về buổi chiều tối ngày hôm qua. Muộn rồi cho nên là nay tôi mới đem ra tôi quay được cho quý vị và các bạn cùng xem ấy. Và chiếc xe này thì đã có màn hình camera lùi đầy đủ rồi quý vị và các bạn nhé. 7 chỗ rất là đẹp. Từ những cái ốc bản lề còn nguyên hết ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Rất là đẹp, nếu như dọn dẹp đi là
mới lắm đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này nhá. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về những cái phần keo chỉ đã này. Đây là cái phần keo chỉ của cabo nhá. Keo chỉ cabo còn nguyên bản hết này, cho nên là chắc chắn với quý vị và các bạn một điều là chiếc xe này không có bị đâm đụng hay va chạm gì cả này. Đấy, keo chỉ còn nguyên. Keo chỉ là còn nguyên bản hết đây này. Đấy, còn về đây là những cái phần ốc tai này, cũng còn nguyên này. Ốc xương đầu cũng còn nguyên luôn này. Và phần động cơ thì quý vị và các bạn thấy đây ạ. Ốc chân máy cũng còn nguyên, tuy nhiên là cái gioăng mặt máy này thì cũng đã được thay cái gioăng rồi quý vị và các bạn nhé. Tức là gioăng nắp dàn cò cũng đã thay gioăng nắp dàn cò rồi. Đấy, có sao thì tôi sẽ bảo vệ luôn đấy ạ. Đấy, về cái động cơ thì rất là đẹp. Tại vì là cái gioăng dàn cò này thì chạy đến tầm 8-10 vạn, hoặc là có những con chỉ 5-6 vạn cũng đã phải thay cái gioăng dàn cò này rồi. Đấy, tại vì là từ năm 2013 đến bây giờ cũng là 7-8 năm rồi. Đấy, cho nên là thay cái gioăng dàn cò này là cái chuyện bình thường quý vị và các bạn nhé. Đấy, có sao thì tôi vẫn phải giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem là như vậy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Động cơ này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Vừa mới mua về đây, quý vị và các bạn xem là những cái mạng nhện này nó còn đây này. Đấy, quý vị có thấy không? Cái mạng nhện này còn nguyên đây này. Đây là cái mạng nhện này. Đấy. Vừa mới mua về hôm qua cho nên là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì được cả. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe 7 chỗ Kia Carens 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn ấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Carens 2013 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 385 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.